nay mình sẽ giới thiệu cho anh em con Cabernet H8. Đây được xem là xu hướng của dàn karaoke giá rẻ được nhiều gia đình ưa chuộng nhất hiện nay. Hãy cùng mình khám phá nhé. Điểm sơ qua về phần thiết kế, mixer Hemedia H8 cũng giống như bao mixer khác, được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu đen bên ngoài. Mặt trước của mixer với một màu trắng nhìn khá là sang và bắt mắt. Màn hình hiển thị với các nút điều chỉnh với màu đen giúp cách điệu điểm sơ này trở nên thu hút hơn. Nhìn từ trái sang phải, đầu tiên sẽ là một màn hình hiển thị, sau đó là một dải nút điều chỉnh cơ bản. Tiếp theo là các nút điều chỉnh chi tiết được thiết kế chìm xuống dưới để bảo vệ kỹ càng hơn các nút này. Cuối cùng sẽ là các nút điều chỉnh như effect, mix, music và một cổng USB. Còn về mặt sau với một cổng cắm nguồn, một nút bấm nguồn. Bên cạnh sẽ là bốn cụm loa, hai jack mic và hai nút điều chỉnh min và max. Cuối cùng sẽ là tổ hợp jack âm thanh, và sản phẩm này còn có một cổng OBT. Nhìn sơ qua thì mặt sau của sản phẩm này không khác gì so với các sản phẩm khác. Sau đây sẽ là tính năng nổi bật của sản phẩm. Sản phẩm mang trong mình bộ xử lý hoàn thành chuyển đổi tín hiệu mới nhất năm 2019, đưa đến hiệu suất cao, khả năng kiểm soát giải tần cực rộng với công nghệ Devro Sound, đưa đến những âm sắc đầy đặn, say đắm trong từng bản nhạc. Với công nghệ Bottom Bay giúp kiểm soát những giải tần âm thanh ở mức chính xác nhất, khả năng xử lý các tổ hợp echo, delay, reverb mượt mà đem đến độ chính xác cao, loại bỏ gần như 99% tình trạng hú lút mà không cần mua thêm lọc xì. Và điều đặc biệt của sản phẩm này với công nghệ Bluetooth mới cho khả năng kết nối không dây vượt trội hơn nhiều so với Bluetooth thông thường, mang đến độ ổn định cao, âm thanh sạch, kết nối Bluetooth dễ dàng với hầu hết các điện thoại và máy tính bảng. Để có thể kết nối Bluetooth với điện thoại hoặc máy tính bảng, anh em chỉ cần thực hiện vài thao tác dưới đây là có thể kết nối được rồi đấy. Hãy làm theo mình nha. Nào anh em hãy mở cài đặt trong điện thoại của mình lên và bật Bluetooth kết nối với tên thiết bị Hemedia H8. Vậy là anh em đã kết nối xong rồi đấy. Nhưng lưu ý, nếu bật nhạc lên mà không nghe thấy âm thanh thì anh em chỉ cần bấm vào nút trên bút điều chỉnh về nút lưu là có thể phát nhạc bình thường rồi.